làm sao để vượt qua nỗi lo lắng khi con bệnh. Hãy liên hệ với chúng tôi. Phòng khám Nhi Khoa Miaka đang giúp đỡ và đồng hành cùng các bé yêu. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách nấu cơm gạo lứt bằng chân cách thủy với nồi áp suất. Nồi áp suất của mình 9 lít, mình có thể chưng 4 thố nhỏ. Một thố cỡ 100 g gạo, để mình tiện đem theo đi làm. Bước 1, bạn vo gạo cho sạch, cho vào thố, khoảng 1 phần 2 đến 2 phần 3 thố là vừa. Bước 2, cho 1 phần tư muỗng cà phê muối và khoảng một lóng tay nước vào thố. Nếu có muối Himalaya hoặc muối hầm càng tốt. Thông thường, bạn cứ ước lượng tầm một chén gạo thì cho một chén rưỡi nước và 1 phần tư muỗng cà phê muối nhé. Lượng nước sẽ gia giảm tùy khẩu vị mỗi người, muốn ăn hơi khô hay ăn nhão tí. Tại sao chúng ta lại cho muối vào? Để cơm ăn sẽ ngọt hơn và bổ sung một lượng nhỏ natri trong ngày. Bước 3, cho ít nước vào nồi áp suất, khay chân và thố cơm vào. Bước 4, nấu sôi nghe kêu lần 1, hạ lửa, 30 phút. Sau đó tắt bếp, để yên 30 phút. Bước 5, bật bếp nấu tiếp lần 2, nghe sôi 20 phút thì tắt bếp để yên 20 phút. Bước 6, bật bếp nấu tiếp lần 3, nghe sôi 15 phút thì tắt bếp để 30 phút sau là cơm chín. Đây là thành quả của mình, hạt cơm nở bung tròn vừa, không nở tuét mà còn giữ được toàn bộ dinh dưỡng do được nấu cách thủy trong nồi áp suất chúc các bạn thành công